Gina đã gặp hàng ngàn học viên và trong hầu hết trong số họ rất mong muốn được sở hữu khả năng phát âm chuẩn giọng Anh Mỹ, hoặc họ đơn giản là họ muốn là họ có thể phát âm tiếng Anh hay hơn, hấp dẫn hơn, thu hút được nhiều mối quan hệ hơn, thu hút được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Tuy nhiên thì việc học phát âm của họ gặp rất nhiều trắc trở. Vậy thì ba lý do tại sao khóa học này lại phù hợp với bất cứ ai? Lý do thứ nhất, đó là phương pháp siêu trí nhớ là phương pháp vô cùng đơn giản. Chỉ cần bạn có khả năng nghe, khả năng nhìn, khả năng cảm nhận, bạn nghe được ngôn ngữ, nghe được những gì mà mình đang trao đổi với bạn thì bạn chắc chắn là bạn có thể học được phát âm rất là tốt. Lý do thứ hai, đó là khi mà bạn sử dụng khả năng siêu trí nhớ của mình trong việc học phát âm tiếng Anh thì các bạn sẽ nhớ rất lâu. Và khi nhìn vào bất cứ ai và đối tượng nào, bạn đang ở đâu, thì bạn cũng có thể đem khối lượng kiến thức này ra để bạn sử dụng nó, áp dụng nó. Ai là những người cần phải học khóa học này? Thứ nhất, đó là những giáo viên đang muốn hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của mình để giúp cho sự nghiệp của họ trở nên giá trị hơn. Thứ hai, đó là những học viên mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học phát âm. Thứ ba là dành cho những học viên, những anh chị và các bạn đang muốn khởi đầu lại quá trình học tiếng Anh của mình mà không biết bắt đầu từ đâu và không biết điều gì là quan trọng và không biết làm sao để có thể thúc đẩy cho quá trình học tiếng Anh của mình trở nên nhanh hơn, thì phát âm là bước ngoặt đầu tiên mà các bạn cần phải bước qua để các bạn có thể bước tiếp những bước đường khác một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, hứng thú hơn, để quá trình học tiếng Anh của bạn sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.